Các bạn thân mến, mời các bạn về thăm vùng biên giới quê tôi vào mùa gặt. Vùng biên giới quê tôi không có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, nhưng có những vuông lúa ngút tầm mắt vàng rực giữa ánh nắng buổi ban trưa. Đây là cảnh gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp Kubota D6, DC60 nha các bạn. Đó. Cũng không có gì là lạ nếu như các bạn ở khu vực miền Tây sông nước, nhưng vùng tôi là vùng quê biên giới, có những vụ thửa ruộng rất là thanh bình. Có những người bạn nông dân phát lúa và đứng giữa cánh đồng lúa, các bạn ngửi thấy hương thơm của lúa, các bạn thấy có một cái cảm tưởng lâng lâng, bình an và thú vị. Đây là chiếc máy gặt đập liên hợp nha các bạn, Kubota của Nhật, rất hiện đại. Có thể nhiều bạn đã biết rồi, thế nhưng có thể nhiều bạn không biết. Đó, lúa thu hoạch, rơm đằng rơm, lúa đằng lúa, rất hiện đại. Đó, kia xa xa kia là 4-5 cái máy nữa nha các bạn. Cái đang nói ở đây là vùng quê biên giới chúng tôi nha các bạn, chứ không phải là một vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, mà đây là khu vực biên giới, khu miền Tây nhưng mà khu vực biên giới. Cũng muốn nói với các bạn rằng khu vực biên giới chúng tôi cũng đã hiện đại hóa như vậy đấy. Cũng có cánh đồng là thẳng cánh cò bay. Đó, vậy đó. Ngút tầm mắt. Đó các bạn, xa tít mù kia kìa ha. Đó. Theo những người công nhân, phải gọi là công nhân chứ không gọi là nông dân được nữa, bởi người ta làm việc bằng máy móc mà các bạn, thì một mẫu người ta chỉ sử dụng 10 mẫu chứ, 10 mẫu cắt bằng cái máy gặt đập liên hợp này thì chỉ trong vòng nửa ngày à, nha bạn, 10 mẫu nha, chỉ trong vòng nửa ngày, chưa tới nửa ngày nữa đã xong hết. Đây là đã lúa đã thu hoạch xong đó nha. Đó, rồi tôi bao rồi nha. Mười mẫu lúa chỉ trong vòng nửa ngày. Bởi vì cũng theo nhu cầu của xã hội thôi.
Thanh niên trai tráng thì khi lớn lên ngoài đi nghĩa vụ quân sự và đi làm công nhân, đi học đại học, đi học cao đẳng đại học, còn lại chỉ có tuổi trung niên ở nhà thôi các bạn, cũng vẫn bám cánh đồng lúa. Rất là may mắn là khoa học và tiến bộ đã về đến tận vùng biên giới quê tôi từ lâu rồi. Cho nên là sức máy móc thay người, cho nên là giảm sức lao động của con người, không cần phải thanh niên, không cần phải phụ nữ mà máy móc đã thay thế hết. Đây đấy, nhìn cái cảnh này thì các bạn không còn nhớ lại cái cảnh mà cách đây vài chục năm về trước là từng đoàn người xuống gặt lúa rồi bó lại rồi gánh về sân kho hợp tác xã. Đấy. Bây giờ thì người ta xử lý ngay tại ruộng luôn, không cần đập, không cần gánh mà cắt luôn, bỏ vô bao luôn. Nha, bây giờ tôi đến tận nơi coi các bạn coi ha, coi cái máy gặt đập nó làm sao. Đây, đó cái mùa này các bạn thấy không, gặt rất là gọn gàng này ha, rơm ra đằng rơm, lúa ra đằng lúa, thóc ra đằng thóc, lúa thì vẫn còn đứng nguyên, người ta gọi cây lúa. Đây các bạn, đó, đây nha, để người ta quay lại ta coi ha, đây máy này quay này, đó, máy gặt xong đó, đó, thêm các bạn đây, máy móc hết. Đó. Rơm ra. Đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi cái máy gặt đập này nó hoạt động. Đó, người ta chỉ việc là đưa cái bao lúa vô. Đấy, các bạn thấy không? Đưa cái bao lúa vô để hứng lấy những hạt hạt lúa. Rồi cho bao và rớt xuống. Đó. Đấy. Tôi sẽ quay xuống. Đó. Đấy các bạn thấy không? Trực tiếp nha. Kubota D60, DC60. Đó. Để tôi quay ngược phía này nữa. Các bạn có thấy có hiện đại không? Tất nhiên là những cái vùng quê miền Tây thì cái này là cảnh rất là thường tần rồi, thường ngày rồi, ở những cái vụ lúa rồi. Thế nhưng vùng quê biên giới chúng tôi thì tôi muốn đưa cho các bạn coi một cái hình ảnh ở vùng quê biên giới chúng tôi nó vậy á. Cảnh gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp Kubota CD60. Rất là hiện đại. Đây, trực tiếp nha các bạn. Đó, phía này này. Đó.
đó. Đó. Thế các bạn rất là thân thiện.